Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Playco Audio, kênh chuyên về ẩm thực vải, ẩm thực cổ, tiếp tục những cái món hàng mới nhất để lên sóng để phục vụ anh em cho audio. Hôm nay có giới thiệu anh em một đôi loa có ngoại hình được xem là khủng long cũng như là rất đẹp, và đặc biệt là phục vụ cho những bác lớn tuổi, những người yêu thích nhạc vàng xưa, nhạc rề, nhạc đánh đèn, đánh cối, đánh ghép cassette rất hay. Rồi thì đó là cặp loa đến từ hãng Diatong Huyền Thoại. Model của nó là Diatong DS31C MK2 nhé. Rồi bây giờ thì mời anh em cùng tham khảo. Đây thì Khôi cũng đang test nhạc luôn ha. Đó, đây mình. Đó. Rồi, đây anh em nó rất là đẹp luôn ha. Thật sự là cho Khôi mở nhỏ lại tí. Khôi mở nhỏ lại tí nha. Rồi tắt luôn cũng được ở đây để mình nói cho nó dễ nghe. Đây nè, thật sự nó quá đẹp, nó đẹp kinh khủng khiếp luôn này. Khôi khẳng định với anh em là nhiều người sẽ chưa bao giờ thấy được cái độ đẹp như cái này. Y như là vừa mới xuất xưởng nha. Dưới này còn cả cái logo luôn này. Nó là Diatong Mitsubishi nha. Đó. Đây Khôi lột ra cho anh em xem. Thật sự nó quá đẹp so với tưởng tượng anh em nha. Đó. Quá đẹp. Bây giờ mình lật phía trong anh em xem luôn. Đó thấy không? Đẹp dễ sợ ha. Rồi, đây. Anh em thèm toàn bộ là gỗ làng hết nha anh em. Đó, mình kéo ra chút xíu. Rồi ok, đó, xoay anh em xem. Thật sự là nó đẹp, toàn bộ là gỗ làng hết ha. Đó, cọc loa rất là nặng hai mấy chục ký á nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào các cái tuyến loa anh em. Thằng này thiết kế tất cả 5 quay ha, 5 quay. Một bát bát tắc này, bát giấy nha, bát giấy gân vải rất là mềm này, đây gân vải anh em nha. Có xem ở trên YouTube có một người nói là gân cao su là sai anh em nha, hoặc là gân mút là sai, mà nó không phải là gân vải, đây là gân zin của hãng ha. Đó, gân zin. Và anh em cũng thấy là tất cả các dòng Diatong á mà anh em thường gặp thì hầu như cái gân này nó hư hết nha, nó khô hết, nhưng mà riêng cái dòng này là cái dòng này thì dùng xuất Mỹ. À, nên nó cái gân nó không bao giờ hư nè, rất là mềm anh em ha. Đó, sờ này, đó, sờ này, và nó cũng không nhanh luôn nha. Đó, không nhanh luôn, thật sự đẳng cấp. Rồi một bát ba tắc anh em ha, bát giấy gân vải. Rồi bên đây cũng vậy nè, đây cái loa trùng rồi nè, à, cái loa mít á nha, tới 20 xăng đó, gọi là trung 20 á. À, nó là cũng trung giấy nha, trung giấy, à, gân vải xếp ha. Thì những cái loa mà nó có cái loa trung to như thế này á thì chắc chắn rồi anh em sẽ hiểu là nó sẽ mần với cái dạy trên, nghe là mít là lồng lộng đó ha. Rồi hai chấp giấy và một siêu chép nha, đây đó, và một cái cốt server tinh chỉnh. Đó, ok. Rồi để Khôi quay phía sau thì cái cặp này là zin tuyệt đối nguyên bản đây anh em nhé, không qua sửa bát tút tác. Cọc loa nằm ở đây, thông số nằm ở dưới này anh em, thì nó là 48 ohm ở 40W, tần số là 20.000 Hz ha. Đó, Diatong DS31CMK2. À, dưới này là số series. Số series này 6866847 nha. Rồi ok, thì đó là cái về cái thông số của nó. Đó, anh em cùng xem lại loa. Loa không qua sửa bát tút tác ha. Rất đẹp. Rất đẹp luôn này. Phía sau này này. Đây cái chỗ này này. Nó phía sau cần góc sau á thì nó có một chút xíu là nó bị vận chuyển. Đó, còn lại là bên hông các thứ đều đẹp hết. Khôi bán hàng nó Khôi quay rất là kỹ lưỡng này, chứ không có chụp hình nha. Chụp hình là mình chỉ nhìn được cái mặt trước thôi, không nhìn được cái mặt sau. Rồi ok, đây cái này là còn cả cái tem luôn này, còn cả keo nhật luôn. Đó, lên đây biết cái loa là chưa qua sửa tút tác ha. Rồi bên này lưới cũng đẹp này. Đó. Nhiều cặp loa nè, cái lưới này về nó mục hết nha, nó mục nó đứt hết. Thì những cặp đó nó rất là rẻ, thậm chí nó rẻ bằng 2/3 cặp này, nhưng mà Khôi cũng không bao giờ ship, mà chỉ lựa chọn những cặp đẹp nhất thôi. Đó, đẹp nhất để phục vụ nè. Ở đây nó có một cái miếng này nè, cái miếng này chắc nó tột ra. Một cái miếng dán này nè nha. Nó của nó nằm bên kia. Thì tí là cái này mình bấm lại nằm bên này nè. Ok. Đây nè, nằm đây nè ha. Tí là mình dán lại. Rồi. Mình bấm lại. Rồi ok, đây, anh em xem tiếp nha. Thì bên kia cũng đẹp, bên này cũng đẹp ha. Đây cái chỗ này nó, đây cái chỗ này nó bị móc một tí xíu này. Kiểu như là ở bể nó tụi nó đóng hàng á,
đưa tay vào đụng lên đây. Thì cái này rất đơn giản, thì Khôi sẽ lấy nó ra và Khôi sẽ hướng dẫn anh em làm luôn ha, để những ai mà về nhà mà có con nhỏ đụng vào á mình biết cách làm. Thì cái này á bây giờ nó khuya quá rồi, bây giờ đang làm 10 giờ đêm rồi, 11 giờ rồi, nên Khôi làm cho kịp clip. Thì cái này anh em mình sẽ dùng nước ha, mình bôi vào đây cho nó mềm, xong rồi mình lấy cái máy xé tóc hoặc là máy hút bụi á, mình hút nó ra 30 giây là xong ha. Rồi ok, cái đó thì mình sẽ làm sau. Trên YouTube cũng có rất nhiều người đã hướng dẫn làm nha. Đó, bên này cũng gân mềm anh em nè, gân mềm rất là tuyệt vời luôn. Đó, gân là phải mềm ha. Rồi đó, mọi thứ ở đây Khôi sẽ kéo ra một tí nè, đợi chút nha. Rồi đây anh em xem, thật sự là nó đẹp anh em nha, đẹp thiệt sự, đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Đó, không tuyệt vời ha. Đó. Ok, đây cái mặt đít của nó này anh em ha, mặt đít là không sẽ bá túc tác luôn. À, số series này 66 68 66 92 28, nó gần nhau thôi chứ nó không trùng anh em nha. Đó. Thì tại sao mà Khôi qua cái series, tại vì cái đời này với em cái dòng này thường á, hai cái bát này á nó sẽ rất rất dễ nó khác màu, khác cái màu nhuộm anh nha. À, một bên xanh bên vàng, trường hợp này có rất nhiều. Thì những cái cặp đó nó rất là rẻ. À, ví dụ như đợt vừa rồi á, trên công xuống có hai cặp nha, nhưng mà một cặp thì nó trùng màu, còn một cặp nó không trùng màu. Anh em thậm chí là bán rất là rẻ cho Khôi, để Khôi về Khôi lấy luôn mà Khôi không lấy, vì mình bán hàng tuyển chọn là những cái cặp nó khác màu thì nó không đạt anh em nha, lưu ý là như vậy đó. Nên anh em chơi mà gọi là nhắm vào cái mục đích sưu tầm thì mình phải hiểu những vấn đề đó để mình thấy được cái giá trị của cái món hàng, chứ không nhiều anh em lại đi so sánh, Khôi sao bên kia bán 14 Khôi bán 15, hoặc là chỗ kia bán 13 mà Khôi bán 15, ví dụ vậy. Thì nó đều có những cái giá trị khác nhau. Ví dụ như cái lưới này này, cái lưới này nó rách thì anh em có thể bán cặp này 10 triệu cũng khó bán nữa đó nha. Khôi nói với anh em là cái lưới này này 10, nếu như mà nó rách rồi á nó không còn nữa, anh em bán 10 triệu cũng khó bán nha, khó bán. Rồi thứ hai nữa, gân này mà nó hư, nó khô hoặc là trúng cái đời mà để lưu kho lâu quá, hoặc là vào Việt Nam mà không bảo quản tốt á, thì thay gân rồi thì cũng không còn giá trị nha. Đó, những cái thứ mà Khôi muốn chia sẻ với anh em như vậy để anh biết được giá trị ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ test thử chất âm và sẽ báo giá vào cuối clip. Và anh yên tâm, nó rất rẻ luôn, nó rẻ hơn Bioner 77A rất nhiều. Nhưng mà nếu như mà nghe nhạc vàng á thì Bioner 77A thì đem vứt luôn, để một bên cho đẹp thôi chứ không thể qua được cặp này. Nhưng mà cặp này thuộc cái thương hiệu, cái hàng, cái thương hiệu Diatone ở Việt Nam nó không quá nổi tiếng anh em, nên mức giá lúc nào nó không rẻ ha. Rồi
tình đầu kết tròn mộng đâu anh. Xin từ giá đường phố trắng mưa mau, làng chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tạ từ thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu giờ đây xin giã từ thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu giờ đây xin giã từ. Rồi, Khôi vừa test thử anh em. Thì riêng nói về hàng Đia Tông thì nó rất là quen thuộc với người chơi ở Việt Nam, vì nó là một tên tuổi rất là nổi tiếng ở Nhật. Còn nói về cái cặp loa này thì nó thuộc dạng hàng hiếm anh em, hiếm trên thị trường. Và đặc biệt là đẹp riêng nguyên bản, chưa bung móc, chưa dựng gân như thế này thì được gọi là quá hiếm anh em nha. Đó, thì tất cả những cái gì mà thông số là liên quan hoặc là tình trạng thì Khôi cũng đã trình bày hết rồi. Đó, anh em nào và cũng đã nghe thử rồi, anh em nào mà thấy nó hợp tai, thấy nó hợp giá cũng như là yêu thích thì anh em mình cùng giao lưu ha. Thì mức giá để mình sở hữu cặp này là 15 triệu, như 15 triệu thì có thể là mức giá sẽ cao hơn thị trường một chút xíu, vì Khôi mua hàng là tuyển chọn đấy nè, tuyển chọn và bao zin đó, nên lúc nào mình cũng phải thêm tiền để mình sở hữu được những cái cặp loa đẹp nhất nhé. Những cái cặp mà nó hư thùng á thì nói với em là mình không thể làm được những cái thùng gỗ như thế này á, cái đời này á không làm được, nó rất là rẻ, nhưng mà mình bỏ qua anh em ha. Đó, và mình lựa chọn những cái cặp loa. Thêm một điều nữa là giống nhau này, trên thị trường có bán nhưng mà nó lệch màu hết, nó lệch màu hết anh em nhé, và nó không có được như thế này đâu. Khẳng định với em như vậy, thì anh em cứ kiểm tra so sánh để thấy được cái sự khác biệt ha. Rồi thì đã tin tưởng nhau thì chuyển khoản cho nó tiền hả, còn nếu mà chưa yên tâm thì chuyển cọc trước cho Khôi 30%, ví dụ như cọc đến 15 triệu thì nên chuyển 5 triệu hoặc 4 triệu cũng được, rồi phần còn lại thì bưu điện sẽ giao hàng và thu hộ. Ở Sài Gòn thì anh em ra chợ hoặc là cho địa chỉ mình giao tận nhà đều được ha. Rồi, Khôi xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người sẽ có một lựa chọn được một món hàng thật là ưng ý, cũng như đăng ký kênh cũng như bật chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày nhé. Thì tôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.